bị điện giật, 3 người trong một gia đình ở Bình Dương tử vong. Mưa và gió lốc làm cây ngã đè lên đường dây ba pha khiến dây điện bị đứt, 3 người trong một gia đình bị điện giật tử vong. Tối mùng 4 tháng 4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ điện giật làm chết 3 người trong một gia đình ở phường Mỹ Phước. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, do trời có dông lốc làm cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước đổ đè lên đường dây điện ba pha làm đứt hệ thống những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang. Lúc này, bà Nguyễn Thị Nhị, 70 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, đi ra quét nước đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên, 71 tuổi, con trai là Nguyễn Thái Bình, 40 tuổi và cháu nội là Nguyễn Thái Dương, 12 tuổi, đang ở trong nhà. Thấy vậy liền chạy ra cứu thì cũng bị điện giật. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và cháu Nguyễn Thái Dương tử vong, còn bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, Công an TX Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo lãnh đạo TX Bến Cát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. TX Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước 10 triệu đồng để lo hậu sự.